con cũng mong rằng là mọi người dân á về làm công việc của mình hoan hỷ, sống theo lời Phật dạy là tốt đẹp rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mọi người mà muốn đi bộ hành ấy thì đi xa xa ở sau, đi đừng có ảnh hưởng giao thông, đừng có gì, đừng có chen lấn, nó phức tạp. Nên là cái tốt đẹp nhất đó là con đi tới đây đang tập học, chưa có gì gặp cỡ thì đã gặp rồi. Dạo gần đây có thể thấy trên mạng xã hội đang xôn xao hết cả lên vì những tranh cãi xung quanh sư Thích Minh Tuệ, một người tu tập theo pháp Hạnh Đầu Đà, mặc áo vá đi khất thực, đi chân trần, không nhận tiền cúng dường, tối ngủ tạm đâu đó. Tóm lại là ông tự nguyện khổ hạnh về ăn, mặc, ở để được giải thoát theo quan niệm của nhà Phật. Đương nhiên là về câu chuyện sư Thích Minh Tuệ thì dư luận cũng chia ra làm nhiều phe. Người ủng hộ và ngưỡng mộ ông rất nhiều, mà người phản đối chê bai ông cũng đông chẳng kém. Nhìn chung là tranh cãi tương đối gay gắt và bên nào cũng có lý do của mình. Lẽ dĩ nhiên vì thế cũng xuất hiện nhiều góc nhìn khác nhau xoay quanh việc tu tập của sư Thích Minh Tuệ. Trong video này, chúng ta sẽ đến với những góc nhìn khá thú vị của tác giả Thái Đức Phương, được thể hiện qua bài viết bàn về 7 cái sai trong pháp tu của ông Minh Tuệ, được đăng tải trên website Spider Room nhé. Trước khi vào nội dung video thì cũng xin nhắc trước là bài viết của tác giả được viết dưới góc nhìn cá nhân, mang hơi hướng châm biếm và trào phúng. Do đó, các bạn khán giả nên nắm rõ điều này trước khi xem để có một cái nhìn đúng nhất về mục đích của bài viết. Còn nếu các bạn muốn có một cái nhìn tạm gọi là nghiêm túc và đầy đủ hơn về sư Thích Minh Tuệ, thì hiện Spider Room cũng đang sản xuất một video như vậy. Các bạn có thể đón xem trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung của video ngay bây giờ thôi. Cổ nhân có câu, có thực mới vực được đạo. Nhiều người cho rằng chữ thực ở trong câu nói trên có nghĩa là ăn uống. Hiểu đơn giản là bao tử đầy thì đầu óc của người ta mới nghĩ đến được những cái điều thiêng liêng, tâm trí mới hướng đến những thứ cao siêu huyền nhiệm, chẳng hạn như là kiếp sau ở một tầng trời nào đó. Bởi vậy, lấy lý do vực đạo Phật, rất nhiều sư thầy đã kêu gọi Phật tử cúng dường tài vật cho họ, để họ hoàng dương đạo Pháp, xây lên những chùa to Phật lớn, thành lập ban truyền thông để gây dựng tiếng tăm, sức ảnh hưởng. Để tạo động lực cho Phật tử cúng dường, nhiều sư thầy đã dùng đến một công cụ rất vi diệu, đó là phước đức, một thứ vô hình. Họ bảo rằng, quý vị cúng dường càng nhiều, nhất là tiền chẵn cho các sư thầy, thì càng tăng trưởng phước đức, con cháu quý vị sẽ vinh hiển, đời sau của quý vị sẽ giàu sang sung sướng. Trong một cộng đồng những vị họ thích ngày nay, mà hầu hết đều là thích nhận tiền, bỗng đâu xuất hiện một ông Thích Minh Tuệ từ chối nhận tiền. Ông đã gây nên một hiện tượng lạ trên mạng xã hội. Ông Minh Tuệ tự nhận mình là một người tập học theo Phật Thích Ca. Ông xem Phật Thích Ca là thầy và cũng xem giới luật là thầy. Ông không nhận mình là sư hay là thầy của ai, không nhận đệ tử hay thị giả, không chủ động giảng đạo lý cho bất cứ ai. Vì không thọ y bát từ nhà sư nào, nên ông Minh Tuệ không mang bộ bát giống như là một nhà sư mà ta thường gặp. Thay vào đó, ông đắp một mảnh vải to được chắp vá từ những mẩu vải vụn mà người ta vứt đi và ôm cái ruột nồi cơm điện. Ông cứ đi lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác, ngủ trong nghĩa địa, không nhận tiền của bất cứ ai, mà chỉ nhận một lượng đồ chay đủ dùng cho một bữa ăn duy nhất trong ngày. Ông đi như vậy cũng đã được 6 năm rồi. Trên mạng có thông tin nói rằng ông đã từng vào chùa tu, nhưng sau một thời gian ngắn thì ông rời chùa vì thấy bản thân không hợp với pháp tu ở đó. Tôi gọi tắt là ông tu không hợp pháp. Trong một xã hội toàn những người lưng gù thì kẻ lưng thẳng mới là người khuyết tật. Trong một xã hội mà ai cũng thích nhận tiền thì kẻ từ chối nhận tiền bị coi là tào lao bạt trưởng. Ông Minh Tuệ đã bị nhiều nhà sư và đệ tử của họ chỉ trích. Hàng loạt cái sai trong pháp tu của ông được họ đem ra kể. Tôi đã tổng hợp một số điều mà họ cho rằng ông Minh Tuệ đang tu sai. 1. Ông Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại nhận đồ cúng dường. Chính vì cái sự tu không hợp pháp của ông nên Pet Phật giáo Việt Nam chính thức đã lên một bài khẳng định ông Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo như sau. Bản thân ông Minh Tuệ chưa bao giờ nhận mình nhận đồ cúng dường từ ai, mà ông chỉ đi khất thực, ăn xin. Tôi đã xem nhiều clip về ông ở trên mạng nhưng chưa thấy ông xin của ai thứ gì, mà chỉ thấy người ta tự nguyện mang đồ tới cho ông. 2. Ông Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại lấy pháp danh họ thích. Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì không hề có luật nào cấm người ta tự đặt pháp danh cho mình. Thậm chí trên cõi mạng,
dân chúng còn ưu ái tặng thêm pháp danh cho các vị sư họ thích, như là thích chuyển khoản, thích cúng nhà hay là thích hiến kế. 3. Ông Minh Tuệ chọn lối tu khoe hình ảnh để nhận được sự tôn kính của mọi người. Chúng ta gần như không thể thấy những vị tu sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đi bộ ngoài đường. Nếu cần ra đường thì họ sẽ thường khiêm tốn ẩn mình trong xe Mac hoặc là Audi. Tôi đoán là những cái vị này đang thực hành lối ẩn tu. Ngược lại, ông Minh Tuệ không phải là nhà sư nhưng lại chọn lối tu khoe hình ảnh. Đầu trần chân đất đi bộ khất thực từ Nam ra Bắc. Ngày xưa, Đức Phật cũng đã chọn lối tu khoe hình ảnh như thế. 4. Ông Minh Tuệ vẫn còn tâm phân biệt, không dễ dãi trong việc nhận đồ, khiến Phật tử phiền lòng. Tôi biết có nhiều vị sư ở Việt Nam đi khất thực theo lối ẩn tu kín đáo. Họ chỉ đi ở trong khuôn viên chùa, nhưng tất nhiên là ban truyền thông của chùa đã thông báo trước thời gian địa điểm các thầy sẽ đi khất thực lên mạng xã hội để Phật tử biết mà đến cúng dường cho đúng giờ. Những vị sư này không có tâm phân biệt, họ nhận mọi thứ mà Phật tử cúng. Nếu họ cầm không hết thì truyền cho đệ tử đi cùng cầm giúp. Ngược lại, ông Minh Tuệ không nhận tiền mà chỉ nhận một lượng đồ chay đủ dùng cho một bữa ăn duy nhất trong ngày. Chính vì điều này mà ông Minh Tuệ bị một số người chỉ trích là đã tu theo Phật rồi mà còn giữ cái tâm phân biệt. Không những thế, có những người mang đồ chay đến cho ông mà ông không nhận, có nài nỉ mấy thì ông cũng không nhận, vì hôm đó ông đã thọ thực rồi. Theo quan điểm chủ quan của tôi, những ai nài nỉ ông nhận thêm đồ chính là đang dùng cái tâm tham phước đức của mình để phá cái hạnh tu của ông. 5. Ông Minh Tuệ tổn phước khi khiến người ta cãi nhau vì pháp tu của ông. Có một sư thầy cho rằng mình tu mà khiến người ta cãi nhau là mình tổn phước. Phật nói có 84.000 pháp tu. Tôi không rõ trong số đó có pháp tu nào là theo miệng đời hay không. Chỉ biết rằng điều ngu ngốc nhất là cố làm vừa lòng tất cả mọi người. Tu là sửa mình để bớt tham sân si. Nhưng nhiều vị sư hiện nay, họ sửa mình cho khớp với cái tham sân si của thiên hạ để dĩ hòa vi quý, để vuốt ve cái tâm tham và tâm si của Phật tử, để Phật tử vui vẻ, mang tài vật tới cúng chùa thật nhiều. Tôi không nói họ tu sai hay là tu hú, mà là tu dữ chưa. 6. Ông Minh Tuệ tu ích kỷ, chỉ tu cho mình. Ông Minh Tuệ xưng con với tất cả mọi người. Ông không nhận mình là sư thầy của ai, nên ông không có trách nhiệm phải hoằng dương đạo pháp. Theo hiểu biết thiển cận của tôi, khi Đức Phật chưa giác ngộ, Ngài không hoằng pháp cho ai cả. Làm sao để Phật có thể dạy cho người khác về từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, nếu tâm của Ngài chưa đạt đến trạng thái đó? Ngày nay, đã có rất nhiều sư thầy đã dạy cho người khác làm điều đó. Liệu họ có thực hành cái thứ đạo lý mà họ giảng dạy hay không, thì mọi người có thể tự quan sát và rút ra câu trả lời. Nhưng mà tôi tin rằng, người ta không thể cho đi cái thứ mà họ không có. 7. Ông Minh Tuệ tu ép xác, nghĩa là đi sai con đường trung đạo của Phật. Có người hỏi ông Minh Tuệ rằng sao thầy có thể ngồi được lâu như vậy. Ý hỏi rằng sao ông có thể thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt cả đêm. Ông đáp rằng người đã xả đi nhiều phiền não thì mới ngồi được lâu. Còn người nào trong lòng vẫn còn nhiều phiền não thì cố ngồi sẽ thành ép xác. Trong chuyến hành trình của ông Minh Tuệ, một vị sư đã tháp tùng cùng ông, nhưng họ không theo được tới cùng. Trong một clip trên mạng, tôi thấy có một vị sư trẻ đi chân đất cùng ông được một vài ngày thì chân đã phồng rộp, không theo được nữa. Riêng ông Minh Tuệ thì chân vẫn bước thoăn thoắt, miệng vẫn mỉm cười. Trên khuôn mặt của ông thì không hề có vẻ đau đớn cực khổ của một người đang bị ép xác. Khái niệm ép xác hay là trung đạo rất mơ hồ và tương đối. Đối với tôi, máy lạnh chỉnh 30 độ là vừa phải, còn với người bạn đồng nghiệp là 28 độ. Đối với người có mức thu nhập bèo bọt như tôi thì đi xe máy là trung đạo. Còn đối với những sư thầy vang danh thiên hạ có hàng trăm tỷ trong tài khoản ngân hàng thì đi Mac hay là Audi là trung đạo. Đối với người bình thường thì hạnh ngủ là một cực hình. Còn đối với ông Minh Tuệ thì việc đó không khó. Trung đạo thì không hề có tiêu chuẩn. Ai cũng có thể tự cho mình là sống trung đạo, không thể đem cái trung đạo của người này đặt lên người kia rồi phán xét người kia là khổ hạnh, ép xác được. Cá nhân tôi có cái nhìn rất tích cực về ông Minh Tuệ. Hình ảnh của ông đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều khi thực hành tâm nhẫn trong công việc. Một người tập học theo Đức Phật, chưa làm gì lỗi đạo thì đáng được tán thán, chứ không đáng bị gọi là thằng ba trợn, như một nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế nào đấy đã gọi. Nhờ những YouTuber và đoàn Phật tử đã đi theo ông Minh Tuệ suốt ngày đêm mà người ta biết được ông tu tinh tấn cỡ nào. Trước đây, tôi không tin có người thực hiện được hạnh ngủ suốt nhiều năm liền
và cho rằng đó chỉ là một chuyện bịa trong kinh. Giờ đây điều đó đã có người làm được một cách nhẹ nhàng. Trước đây người ta chỉ nghe giảng về buông xả, vô ngã qua miệng các nhà sư, thì giờ đây bỗng dưng có người dám đem điều đó ra thực hành. Cả xã hội ổ lên nhận ra thế nào mới là thực hành. Và cái bọn tu mõm thì nhảy xôn xôn. Nhờ có ngắn, người ta mới biết thế nào là dài. Nhờ có bầu trời đêm, người ta mới thấy được các vì sao. Nhờ có bọn tu mõm, người ta mới biết thế nào là một người tập học theo Phật. Tôi hiểu chữ thực ở trong câu có thực mới vực được đạo, có nghĩa là thực hành. Phật Pháp bị mạt, phải chăng là do người ta mãi giao giảng đạo Phật mà không chịu thực hành? Theo tôi, chỉ có thực hành đạo Pháp mới mong vực dậy được đạo Pháp. Có người cho rằng cái hạnh của mỗi người mỗi khác. Có thầy chọn hạnh thuyết Pháp thì cả đời thầy chỉ chuyên tâm dành cho thuyết Pháp thôi chứ không thực hành. Có người chọn hành Pháp thì cuộc đời của họ chuyên tâm hành Pháp. Tôi không đồng tình với quan điểm này, vì nếu có quá nhiều nhà tu theo hạnh thuyết Pháp như bây giờ thì đến một lúc nào đó người ta sẽ đánh đồng thầy chùa với thầy huấn. Thành ngữ có câu chiếc áo làm nên thầy tu. Hiện nay ngay cả những vị mặc áo cà sa kiếm được cho mình một tờ giấy A4 có đóng dấu mộc của giáo hội tu hợp pháp, làm trụ trì 10 cái chùa cũng chưa chắc đã là thầy tu thật sự. Tu là điều cần thực hành, chứ không phải là cần cái mộc của giáo hội hay là một trang Facebook có tích xanh xác nhận. Tóm lại, tôi viết bài viết này không mong thay đổi bất kỳ ai, mà chỉ vì ngứa mồm nên phải nói. Bởi đời ai người đấy quyết, tôi có quyền gì mà can thiệp. Có người chọn tu theo con đường trung đạo, có người lại chọn tu theo con đường âm đạo. Dù sao thì cũng chúc mọi người hạnh phúc và tinh tấn với con đường mà mình đã chọn. Và đó là những chia sẻ và cảm nghĩ đầy hài hước và cũng rất đáng suy ngẫm của tác giả Thái Đức Phương xoay quanh sư Thích Minh Tuệ. Còn các khán giả của Spider Room thì sao? Các bạn có những suy nghĩ như thế nào về ý kiến của tác giả, cũng như những tranh luận liên quan đến sư Thích Minh Tuệ? Hãy cùng để lại ý kiến ở trong phần bình luận nhé! Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Spider Room và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác ở trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!